Yo, chào mọi người, em là Lâm Nguyễn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại khóa học Authority Shortcut Training, được không ạ? Buổi hôm nay chúng ta sẽ học về tổng quan về Authority Sign. Đầu tiên thì Authority Sign là gì? Authority Sign tất nhiên nó là một cái website. Nó là một cái website uy tín về một cái lĩnh vực nào đấy, đúng không ạ? Ví dụ có thể là làm vườn, có thể là nấu ăn, có thể là đánh golf, có thể là chạy, giày, các thứ. Đúng không ạ? Nó là một cái website uy tín về một cái lĩnh vực nào đấy. Ví dụ như là lâmnguyễnz.com, nó là một cái authority site của em về thị trường affiliate marketing, về lĩnh vực affiliate marketing, và cụ thể hơn là authority site và niche site. Ok, mọi người có thể vào lâmnguyễnz.com, mọi người sẽ định hình được một cái authority site nó là như thế nào. Thì tại sao mọi người nên làm authority site? À, trước đấy thì em sẽ phân tích cho mọi người là authority site với niche site nó khác nhau như thế nào. Đúng không ạ? Authority site và niche site. Ok, authority site á, nó là một cái website uy tín về một cái thị trường lớn. Như em đã nói đấy, là nó về nấu ăn, có thể là về làm vườn. Còn niche site nó là một cái thị trường rất là ngách, đúng không? Rất là nhỏ, về một cái ví dụ như là máy giặt, có thể như là máy sấy, có thể là máy lò vi sóng, ví dụ như vậy. Với niche site thì cái tiềm năng phát triển nó rất là thấp, vì nó chỉ xoay quanh một cái thị trường rất là bé, ví dụ như là máy sấy, máy giặt, kiểu kiểu như thế. Còn authority size nó một cái size rất là bự, đúng không ạ? Có thể lúc đầu nó chưa bự, nhưng mà về sau cái tiềm năng phát triển nó rất là lớn. Nó sẽ xoay quanh một cái thị trường lớn, chứ không phải là một cái thị trường gọi là bé tí như là niche size. Thì cái tiềm năng phát triển vốn nó đã khác nhau. Với authority size thì nó sẽ bền vững và lâu dài hơn so với niche size rất là nhiều. Vì với niche size mọi người sẽ thường sẽ áp dụng những thủ thuật grey hat. Tại sao? Tại vì mọi người muốn bỏ ít công sức, mọi người muốn ra tiền nhanh. Và thường những cái như thế thì thường nó sẽ không bền. Còn với authority size mọi người sẽ phải bỏ nhiều công sức hơn, mọi người sẽ phải nghĩ xa hơn, nhìn 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 xa hơn, đúng không ạ? Nghĩ rộng hơn, làm sao cho nó phát triển bền vững. Chúng ta sẽ đánh đường dài chứ chúng ta không đánh đường ngắn. Về cơ bản thì lúc đầu nó sẽ có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng khi mọi thứ đã vào guồng thì em đảm bảo là cái khối lượng công việc so với niche size cũng không không nhiều, và thậm chí là ít hơn, đúng không ạ? Khi mọi người đi theo con đường của authority site. Tại sao mọi người nên làm authority site? Ok, có rất là nhiều các cái lợi thế của authority site mà em thích. Cái thứ nhất đấy là authority site, em sẽ viết tắt là AS, lâu dài và bền vững, là một mô hình online business lâu dài bền vững. Như em đã nói thì với authority site thì chúng ta sẽ focus vào cách marketing kiểu white hat, tức là mũ trắng, đúng không ạ? Thì với cái mô hình này thì mọi người sẽ có một cái website rất là bền vững, vì mọi người không làm gì vi phạm pháp luật hay là vi phạm luật của Google cả. Thế nên là nó sẽ hoàn toàn là trong sạch, và mọi người có thể làm 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí 4, 5 năm, nó vẫn ra tiền đều đặn cho mọi người, và cái giá trị của nó sẽ tăng dần, đúng không ạ? Chứ không như niche site, mọi người thường chỉ có vòng đời rất là không, em không nói là rất là thấp, nhưng mà thường về cơ bản là nó không rất không cao, đúng không ạ? Và làm tầm khoảng hơn 1 năm mọi người sẽ tính đến chuyện bán. Còn authority site thì không. Ok, AS có giá trị cao hơn niche site. Tại sao? Tại vì như em đã nói, với một mô hình authority site thì mọi người sẽ làm theo mô hình white hat, và một cái mô hình mà white hat thì bao giờ cũng có giá trị cao hơn niche site, cao hơn mô hình gray hat, tức là mũ xám như là niche site. Ngoài ra thì với authority site tiềm năng phát triển nó cao hơn, và thường khi mọi người bán nó cũng sẽ có tuổi đời cao hơn niche site rất là nhiều, và như thế cái giá trị nó thường sẽ cao hơn niche site. Với niche site có thể sẽ nhân được tầm 20 đến 22 lần giá trị site, thì authority site có thể nhân từ 30 đến 35 lần, cao hơn rất là nhiều. Nếu mọi người kiếm được 10.000 đô một tháng thì mọi người sẽ có một khoản chênh lệch tầm 100.000, đúng không ạ? Tầm 100.000 đô giữa hai mô hình rất là cao đấy, đúng không ạ? Ngoài ra thì để em coi còn cái gì nữa ông ta. Authority site nó là một cái mô hình online business, đúng không ạ? Thế nên nó là một cái khối tài sản, mà AS là một khối tài sản. Là tài sản tức là sao? Tức là nó sẽ tạo ra tiền cho mọi người, nó tạo ra một cái thu nhập thụ động, tạo ra thu nhập thụ động cho mọi người. Tức là khi mọi người, nếu mà mọi người chẳng may mọi người chán, mọi người không muốn phát triển nữa, nó vẫn ra tiền, đúng không ạ? Đó là một cái em rất là thích. Và vì nó là một khối tài sản tạo ra thu nhập thụ động nên nó có thể bán được với trị giá tầm khoảng 30 đến 35 lần.
Đúng ạ. Nếu mà nó có tuổi đời thấp hơn thì nó có thể rơi vào khoảng tầm 20 đến 30 lần, còn không nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30 đến 35 lần giá trị thu nhập hàng tháng của mọi người. Ok. Và ngoài ra thì thực ra nó có một cái nữa đây, khi mọi người bán ấy, khi mọi người bán một cái mô hình business thông thường thì nó sẽ nhân cái lợi nhuận của mọi người, tức là doanh thu trừ chi phí. Đúng không ạ? Ví dụ mọi người kiếm được 10.000 và chi phí hoạt động doanh nghiệp của mọi người hết khoảng 5.000 thì mọi người sẽ nhân con số 10.000 trừ 5.000 đấy bằng 5.000 đúng không? Nhân con số lợi nhuận 5.000 đấy với khoảng 20 30 lần. Còn với authority size thì cái chi phí chủ yếu của chúng ta là content, tức là nội dung á, và link building. Thì cái chi phí đấy nó sẽ tính luôn vào cái giá trị tài sản của site. Tức là nếu mọi người kiếm được 10.000, mọi người bỏ 5.000 ra cho link building và content, mọi người sẽ vẫn có 10.000 và nhân với 20 30 lần, tức là khoảng 200 đến 300.000 đô. Được không? Chứ thay vì là 5.000 nhân với 20 30 lần là khoảng 100 đến 150.000. Đấy là một con số chênh lệch rất là lớn đấy ạ. Được không ạ? Đấy là cái em rất là thích khi mọi người làm authority size. Vậy làm authority size thì có khó khăn gì? Cái khó khăn thứ nhất đấy là đa số dân Việt Nam không thích làm ăn bền vững. Được không ạ? Đa số dân chúng ta không thích làm ăn bền vững. Chúng ta thích lướt sóng, chúng ta thích ăn sổi. Ok. Đây là lý do những mô hình mà kiểu ví dụ chạy AdSense từ đổ traffic rác từ Facebook về ăn rất là tốt, mặc dù cái chạy mô hình đấy rất là ăn sổi, nó không có tí bền vững nào cả. Có thể nó sẽ được khoảng 10 15.000, 20 30.000 nhưng mà có chưa chắc đã rút được tiền và chắc chắn là nó không bền vững. Ok, dân chúng ta thích kiểu ăn một cục to thay vì xây dựng một cái business kiểu tạo ra giá trị và bền vững. Ok, thì nếu mọi người là một trong những người như thế thì mọi người không phù hợp với authority size. Được không ạ? Authority size là mô hình lâu dài không phù hợp để ăn sổi. Tức là nếu mọi người muốn chỉ bỏ ra tầm 2 đến 3 tháng xong mọi người thấy nó không ra tiền và mọi người quit thì mọi người cũng không phù hợp luôn. Tại vì xây dựng authority size mọi người sẽ cần bỏ ra ít nhất là 6 đến 8 tháng để nó có một cái income gọi là rõ rệt, được không ạ? Tức là nó để mọi người bứt phá được cái khoảng income tầm 100 đến 200 đô một tháng. Nhưng nếu một khi mọi một có một cái rất là ngược nghịch lý khi mọi người làm authority size, đây là 100 đô một tháng bao giờ cũng là cái mốc khó khăn nhất. Khi mọi người đã kiếm được 100 đô một tháng, phát triển lên 1.000, 2.000, 3.000 cực kỳ dễ. Vì lúc ấy sao mọi người đã có trust với Google rồi, lúc ấy scale cái income này lên rất là dễ luôn. Nhưng mà thường mọi người sẽ quit ở cái mức từ 0 đến 100 đô một tháng. Thì nếu mọi người muốn ăn sổi thì đây không phải công việc dành cho mọi người. Ok. Để coi. Xây dựng authority site cần focus vào YH, tức là sao? Và content. Tức là sao? Tức là với những người làm quen với niche site á, thì chúng ta thường hay tập trung vào link building dạng Rehash, tức là sử dụng Private Blog Network, PBN á, và content chỉ là thứ yếu. Và trong khi nếu mọi người xây dựng authority site thì hoàn toàn ngược lại, mọi người phải tập trung vào content trước. Content là cái quan trọng nhất khi mọi người làm authority site, đúng không ạ? Khi mọi người có content tốt, mọi người mới tiếp tục focus vào link building dạng YH. Chứ chúng ta không sử dụng PBN. Thế là đây cũng là một cái khó khăn với những ai mà không có tí kiến thức gì về YH và content. Vì dân Việt Nam ta thường yếu tiếng Anh và để xây dựng được content chất lượng thì khá là khó. Thì không sao, trong khóa học này em sẽ hướng dẫn cho mọi người cả hai thứ đấy. Tức là cách làm sao để có một cái content chất lượng mặc dù mọi người không giỏi tiếng Anh và làm sao để xây dựng link dạng YH. Ok. Một số demo về authority site thì có hai cái demo, ba cái demo mà mọi người có thể tham khảo thử. Demo thứ nhất đương nhiên đấy là lâmnguyễnz.com. Demo thứ hai đấy là hiphop.com và demo thứ ba đấy là healthambition.com. Mọi người có thể click vào link phía bên dưới, được không ạ? Thì đây là ba cái demo về authority site. Đây là một blog về chó, được không ạ? Có một điểm chung giữa mấy cái này là đều được xây dựng bởi những affiliate marketer, thế là rất phù hợp với cái với mọi người để mọi người tham khảo. Thế là một blog về chó của Perrin Carel, nội dung ở đây rất là tốt và trình bày rất là đẹp. Còn đây là một cái blog về sức khỏe, trang này có làm rất là nhiều các cái sản phẩm, được không ạ? Và nội dung thì mọi người sẽ xây dựng theo hướng những cái trang như thế này. Ok, thì mọi người có thể thử tham khảo. Đây là một bài viết của nó này, rất là chất lượng luôn.
rất là chất lượng luôn, đúng không ạ? Ảnh rồi video đầy đủ này, rồi lấy email này, đó, quảng cáo này, đó, bài viết rất là dài, đúng không ạ? Rất là dài về chất lượng. Thì trong khóa học này thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái chiến lược content phù hợp nhất với mọi người, vì em biết là không có nhiều người có nhiều vốn, thế là em sẽ có một cái chiến lược content phù hợp nhất với mọi người để vừa hiệu quả khi mọi người xây dựng link building, vừa có phù hợp với cái vốn, từng mức vốn của mọi người, được không ạ? Vậy thôi, thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về cái gọi là authority site. Nên nhớ authority site là một website bền vững, uy tín về một cái lĩnh vực nào đấy, thế là mọi người phải xây dựng một cái website như thế thì mọi người sẽ có tiền. Ok, mọi người sẽ có một cái online business bền vững. Cảm ơn lớp mình rất là nhiều. Chào lớp mình.